Kênh Văn hóa lịch sử mến chào quý thính giả. Năm 1937, nhà sinh vật học Carl Landsteiner người Mỹ gốc Áo phát hiện ra rằng kháng nguyên trên tế bào hồng cầu của một số người tương đồng với một loài khỉ tên là Rhesus khỉ vàng. Vì tên khoa học loài khỉ này là Rhesus monkey, nên giới học thuật đã lấy hai chữ cái đầu AS của khỉ Rhesus để đặt tên cho nhóm máu mới phát hiện này và thành lập hệ nhóm máu AS. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng máu của toàn bộ nhân loại có thể được chia thành hai loại, một loại có yếu tố AS giống như khỉ Rhesus, chúng được gọi là nhóm máu AS dương, loại còn lại không có AS trong máu nên được gọi là nhóm AS âm, và dựa theo tế bào trong nhóm máu người mà tạo ra hệ nhóm máu AS. Theo các nghiên cứu thì hầu hết con người có yếu tố AS, tức là phần lớn mang nhóm máu AS dương. Đặc biệt là trong chủng tộc da vàng thì tỷ lệ này lên tới hơn 99%, tức là có chưa đến 1% người da vàng thuộc nhóm máu AS âm. Ở Trung Quốc, nhóm máu AS âm còn được gọi là máu gấu trúc vì người có nhóm máu này còn hiếm hơn cả gấu trúc. Bất kể là AS dương hay AS âm, chúng đều giống với 4 nhóm máu A, B, O, AB, đều được di truyền từ cha mẹ. Nhưng có một điều rất kỳ lạ là hiện nay trên trái đất đã phát hiện được tổng cộng 612 loài linh trưởng, nhưng ngoại trừ con người ra thì không loài nào có nhóm máu AS âm. Tại sao lại thế? Thông qua nghiên cứu về gen, chúng ta biết được rằng qua các thế hệ sinh sôi nảy nở, con người có thể nhận được hàng nghìn tổ hợp thuộc tính từ tổ tiên của mình, nhưng những thuộc tính này chỉ là các tổ hợp mới được hợp thành từ gen vốn có của tổ tiên chúng ta. Chúng ta không thể tạo ra những gen mà tổ tiên chúng ta không có, ngoại trừ những đột biến gen cực hiếm. Vậy nên sự truyền thừa của yếu tố huyết thống chính xác hơn rất nhiều so với bất kỳ đặc điểm di truyền nào khác. Nói cách khác, nếu thuyết tiến hóa là đúng, mỗi chúng ta đều là hậu duệ của loài vượn, vậy lẽ ra tất cả chúng ta đều chỉ có nhóm máu AS dương mới đúng, vậy nhóm máu AS âm mà chỉ riêng con người có ấy đến từ đâu? Có một điều rất kỳ lạ khác về nhóm máu AS âm. Tất cả các loài thực vật và động vật mà chúng ta biết hiện nay đều có thể kết hợp và sinh sản trong quần thể của riêng mình, nhưng có một ngoại lệ, đó là người phụ nữ mang nhóm máu AS âm. Nếu người mẹ có nhóm máu AS âm và mang thai, mà nhóm máu của thai nhi không phải là AS âm, thì cơ thể người mẹ sẽ sinh ra một triệu chứng gọi là tan máu sơ sinh. Cụ thể, cơ thể mẹ sản sinh ra một loại kháng thể để tấn công thai nhi. Kiểu tấn công này giống như một loạt các phản ứng của cơ thể khi bị những thứ như virus, VV, xâm nhập. Nguyên nhân đến từ việc mẹ có AS âm còn em bé có AS dương, hệ miễn dịch của mẹ mặc định coi đó là dị vật cần được loại trừ. Trong trường hợp này, nếu thai phụ không được can thiệp sớm và điều trị y khoa thì sẽ khó giữ được thai nhi. Tại sao cơ thể người mẹ lại cho rằng thai nhi không phải là đồng loại? Trong giới tự nhiên, hiện tượng tan máu sơ sinh chỉ xảy ra khi có sự giao phối khác loài. Ví dụ, hiện tượng tan máu xảy ra khi ngựa và lừa sinh sản ra con la. Hiện tượng này cho thấy tan máu sơ sinh xảy ra ở con lai của hai người có gen tương tự nhau nhưng thuộc về giống loài khác nhau. Vì vậy, phải chăng sự tan máu ở phụ nữ AS âm khi mang thai có nghĩa là tổ tiên của người có nhóm máu AS âm và tổ tiên của người có nhóm máu AS dương thực sự là hai chủng tộc khác nhau? Trong dân số thế giới, nhóm máu AS âm không phân bố ngẫu nhiên trên toàn thế giới mà tập trung ở một số nơi nhất định. Ở Đông Á, số người mang nhóm máu AS âm chiếm chưa tới 0,5%, tỷ lệ này ở châu Phi là khoảng 1%, ở châu Âu có tới 15% người mang nhóm máu AS âm và phần lớn tập trung ở xứ Basque. Ở xứ Basque, tỷ lệ người có nhóm máu AS âm cao tới 35%, nếu tính cả dân số có nhóm máu AS âm lặn thì 90% trong số 3 triệu người ở xứ Basque đều mang nhóm máu AS âm. Xứ Basque là nơi như thế nào? Trên thực tế, nó nằm ở một khu vực tự trị của Tây Ban Nha kẹp giữa hai quốc gia Tây Ban Nha và Pháp. Bản thân những người Basque này cũng là một câu đố chưa có lời giải đáp. Dù bị kẹp giữa Tây Ban Nha và Pháp, về lý thì ít nhiều họ cũng có quan hệ với khu vực xung quanh, nhưng xét từ góc độ nhân chủng học, họ không hề có quan hệ huyết thống với người Tây Ban Nha, người Pháp hay thậm chí là toàn bộ châu Âu. Trong chủng người châu Âu, người Basque hoàn toàn là một dân tộc khác. Trước hết, vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguồn gốc của dân tộc này, không chỉ có ngoại hình rất khác với người châu Âu, mà điều kỳ lạ nhất là hệ thống ngôn ngữ của họ. Cho đến nay, căn cứ theo ngữ pháp, cách phát âm và quy luật của ngôn ngữ Basque, người ta vẫn chưa có cách nào xác định được nó thuộc họ ngôn ngữ nào trong những ngữ hệ mà chúng ta đã biết đến. Các nhà ngôn ngữ học không có cách nào để phân định, cuối cùng họ đành gọi đùa rằng tiếng Basque là ngôn ngữ của Thượng Đế, bởi họ cho rằng ngoài người Basque ra, chỉ có Thượng Đế mới hiểu được họ đang nói gì. Vì sao nhóm máu hiếm AS âm lại tập trung ở một nơi không rõ nguồn gốc, không rõ ngôn ngữ, điều này không trùng hợp sao? Bản thân người Basque cho rằng họ là hậu duệ của người khổng lồ Nafari. Người Nafari được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, bao gồm đoạn 1-4 trong chương 6 của Sáng Thế Ký và đoạn 33 trong chương 13 của Dân Số Ký.
Trong Sáng Thế Ký ghi chép như sau, vào thời điểm đó, có người khổng lồ trên trái đất, sau đó các con trai của thần đã giao hợp với con gái của loài người mà sinh ra những đứa trẻ. Những người đó chính là những dũng sĩ cổ đại, là những nhân vật có danh tiếng. Trong tiếng Do Thái thì Nafari có nghĩa là từ trên trời rơi xuống. Theo ghi chép, những người khổng lồ này phát triển sớm nhất ở vùng đất Canaan. Theo mô tả thì vùng đất này tương ứng với Liban, Israel, Palestine, phần phía tây Jordan và tây nam Syria ngày nay. Khi người Israel vừa đến Canaan, họ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy những người khổng lồ cao lớn này nên đã tôn thờ họ như những vị thần và gọi họ là Nafari. Họ là hậu duệ của một nhóm thiên thần sa ngã do Lucifer đứng đầu đã kết hôn với những phụ nữ loài người. Theo truyền thuyết, người Nafari rất dũng cảm và thiện chiến, có thân nhiệt thấp, chỉ số IQ cao, tóc đỏ, giác quan thứ 6 siêu mạnh và đồng tử có màu sắc đặc biệt. Ở Trung Quốc, nhóm máu AS âm chủ yếu tập trung ở các dân tộc thiểu số. Người Miêu có 13% là nhóm máu AS âm, đây là một tỷ lệ tương đối lớn, trong khi tỷ lệ của người Hán rất nhỏ, chỉ 3/1000. Theo thần thoại, người Miêu là một nhánh của tộc cửu Lê do Sivu thống lĩnh, người Miêu luôn cho rằng Sivu là tổ tiên của họ. Trong ghi chép sử sách thì Sivu cũng là một người khổng lồ, dũng cảm và thiện chiến. Vào thời viễn cổ, Sivu đã lãnh đạo tộc cửu Lê chiến đấu chống lại Viêm Đế và Hoàng Đế, và được các thế hệ sau ca ngợi là binh thánh hoặc chiến thần. Nếu Sivu thực sự tồn tại, vậy người Miêu sẽ là hậu duệ trực hệ của Sivu. Trong máu của người Miêu có AS âm, nếu nó được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác vậy thì có khả năng là Sivu cũng mang nhóm máu AS âm. Tới nay, sự phân bố và tín ngưỡng của nhóm người mang nhóm máu AS âm dường như có liên quan đến chủng tộc người khổng lồ. Có thể bạn sẽ nói đó là do đột biến gen. Nếu cái gì không phù hợp với thuyết tiến hóa, chỉ cần nói nó là đột biến thì mọi vấn đề coi như được giải quyết sao? Nhưng liệu còn khả năng nào khác không? Cũng có những học giả khác cho rằng máu AS âm có thể bắt nguồn từ người Anunnaki. Người Anunnaki là ai? Họ không phải là thổ dân của trái đất mà đến từ hành tinh Nibiru nằm ngoài không gian, là một nền văn minh ngoài hành tinh đã đến trái đất vào thời viễn cổ. Tác giả viết sách Zecharia Sitchin là một người đam mê khoa học dân gian. Ông cho rằng các vị thần của người Anunnaki đã tạo ra một bộ phận nhân loại để làm chủng tộc nô lệ. Nhóm người này được tạo ra bởi thiết kế thông minh của người Anunnaki vào 450.000 năm trước. Khi đó, người Anunnaki đã trộn gen ADN của chính họ với gen của người trái đất thời tiền sử để tạo ra nhân lực giúp họ khai thác tài nguyên thiên nhiên của trái đất, đặc biệt là vàng. Hành tinh Nibiru, cũng tức là quê hương của người Anunnaki, là một đại thiên thể bí ẩn nằm ở rìa hệ mặt trời, nhưng sau đó nó đã bị hủy hoại và thứ duy nhất có thể cứu được nơi ấy chính là vàng. Vì vàng có thể phản xạ ra một loại tia hồng ngoại mà mắt thường không nhìn thấy được. Khi tương tác với một lượng nhiệt vật bức xạ và các hạt nhất định thì loại tia hồng ngoại kia sẽ tạo ra năng lượng nhiệt, từ đó tạo thành một lớp bảo vệ bằng năng lượng nhiệt giúp hành tinh Nibiru có thể kéo dài thọ mệnh. Vàng có đặc tính là dễ kéo giãn và phản xạ tốt nên nó là một vật liệu tuyệt vời để làm tấm chắn nhiệt. Nó rất phù hợp với tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh và là tài nguyên vô giá của bất kỳ con tàu nào sử dụng hệ thống truyền tải điện. Tại sao người Anunnaki lại sử dụng gen của họ để trộn lẫn với người trái đất? Liệu nhóm máu AS có đến từ người Anunnaki hay không, hay đó chỉ là phỏng đoán cá nhân của một số học giả? Nhưng người ta đã phát hiện ra dấu vết về sự hiện diện của người Anunnaki trên trái đất. Nhà khảo cổ học người Anh Austin Henry Layard đã dẫn đầu nhóm khảo cổ tới khai quật thành phố Nineveh được mô tả trong Kinh Thánh. Họ đã phát hiện ra một loạt bản viết khắc văn tự hình trên, chúng được gọi là sử thi Enuma Elish và được biết đến rộng rãi hơn với cái tên bảy phiến đất sáng tạo, The Seven Tablets of Creation. Theo nhiều nhà nghiên cứu sau này, bảy phiến đất này mô tả câu chuyện về một nhóm các vị thần được gọi là Anunnaki từ trên trời xuống để tạo ra loài người. Ngoài ra, có học giả đã phát hiện ra di chỉ của Anunnaki trên trái đất. Cách cảng Maputo, Nam Phi 150 km về phía tây, có một tàn tích thành phố cổ của người Anunnaki. Theo báo chí, thành phố tiền sử này được xây dựng vào khoảng 160.000 đến 200.000 năm trước công nguyên. Trong truyền thuyết của một số nền văn hóa châu Phi, họ tin rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất từ hàng chục nghìn năm trước. Ví dụ, trong truyền thuyết của người Zulu có đề cập đến một thời đại như vậy, khi các sứ giả từ các vì sao đến trái đất, họ không ngừng khai thác vàng và các tài nguyên thiên nhiên khác, và những người đầu tiên khai thác mỏ khoáng sản ấy được họ gọi là lô người đầu tiên. Theo ghi chép, những người khai thác khoáng đó cực kỳ thông minh, một số học giả cho rằng đây là kết quả của việc người ngoài hành tinh biến đổi gen của những người khai thác. Một di chỉ mỏ vàng 50.000 năm tuổi đã được phát hiện ở Peru, tại đó có thể nhìn thấy tàn dư của công việc khai thác thời cổ xưa. Những gì còn sót lại cho thấy người cổ đại đã từng xuống độ sâu hàng trăm hàng nghìn mét để khai thác, nếu dùng kỹ thuật của 50.000 năm trước thì dường như là điều không thể.
Vì vậy, khi ấy chắc hẳn phải có ai đó đã hướng dẫn họ, hoặc là mỏ vàng ấy hoàn toàn không phải do con người khai thác. Ngoài vàng, các di chỉ cổ đại khác ở Peru còn cho thấy họ cũng khai thác các khoáng chất như thạch anh, hematite và đất vàng son, red ochre, nhưng không rõ mục đích sử dụng cụ thể của họ. Kênh văn hóa lịch sử luận bàn. Cho tới nay con người vẫn chưa thể giải mã được nguồn gốc thực sự của nhóm máu này, nhưng nhiều câu chuyện về nhóm máu AS âm dường như đang nói cho chúng ta biết rằng có thể còn nhiều bí mật chưa được biết đến trong quá trình con người xuất hiện. Người ta nói rằng những người có nhóm máu AS âm thường có các đặc điểm sau, chẳng hạn như chỉ số IQ trung bình cao hơn, nhiệt độ cơ thể thấp hơn, giác quan thứ 6 mạnh và nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Liệu nhóm máu AS âm đến từ tộc người khổng lồ hay người Anunnaki? Trong khi đợi nhiều kết quả nghiên cứu rõ hơn, thì nguồn gốc của nhóm máu này vẫn chỉ được coi như những truyền thuyết hiện đại. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.